Ngọc Phu giới thiệu. Lâu lắm rồi không có tiếng hát của trên đường phố, và đường phố gần như vắng bóng người đi. Và từ đó cho nên tôi luôn luôn để ý một người thiếu nữ dễ thương và luôn luôn gần gũi với các bạn bè và thân thương, đó là Mỹ Hòa. Mỹ Hòa từ Pháp Quốc đến, cô ở bên Tây mà cô không biết nói tiếng Tây. Parle français non? Non.